ký kênh Bưởi Miền Tây nha. Đăng ký kênh, chia sẻ kênh và mở like luôn nha. Các bạn ơi, các bạn có thích chơi bóp ít thì các bạn hãy đăng ký kênh Bưởi Miền Tây, hãy like và chia sẻ kênh luôn nha các bạn ơi. Tại cơ ớt là con. Chúng tôi hết phải xem á hả? Linh ơi, bây giờ cô quay trở lại rồi. Hôm bữa cô bị lỗi, cô like không được á con. Rồi, rồi con chia sẻ cho nhiều bạn bè biết cái kênh của cô đi. Level 15. Bưởi Miền Tây đã quay trở lại rồi. Các bạn vào xem đi các bạn ơi. Hôm bữa mình bị lỗi nên mình không like được đó. Level 16. Tiếng kênh của cô để xem á hả? Hồi lâu thấy thương không? Wow. Để con đăng ký, con đăng ký kênh của cô hả? Con có biết kênh của Giang không? Đăng ký kênh cho bé Giang luôn nha. Tại vì khi nào cô bị lỗi kênh Bưởi Miền Tây thì cô sẽ like bên kênh Giang Vlog. Tí xíu nữa cô sẽ gửi đường link lên đây để cho mọi người đăng ký luôn nha. Wow. Để khỏi đi tìm cô. Ví dụ Bưởi Miền Tây không có thì qua kênh Giang mà gặp cô à. Các bạn nào có bóp bíp lấy ra các bạn ơi. Level 20. À, con dành thời gian để coi là coi kênh của cô thôi hả? Cảm ơn con nha. Ngày bữa nay chắc là các bạn được đi học lại rồi. Level 21. Khi nào các bạn được đi học lại nè? Alo, alo, các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Bưởi Miền Tây nha. Có nhưng mà... Mời tơ, à, mời tơ hả tơ? Mời tơ là bị mất hả tơ? Mời tơ là bị sao vậy? Level 24. Hiện ti pho bị lạc mắt này hả? Thất lạc này hả? Thank you, bye. Level 26. Thank you, sis. Lớp 3 mà sao con nhắn tin giỏi dữ dàng vậy? Biết comment, biết nhắn tin hết rồi, giỏi quá rồi. Biết bỏ dấu nữa. Lớn lên chắc bấm máy tính giỏi lắm á. Các bạn à, khi nào vô học các bạn nhớ nhớ giới thiệu kênh của cô cho các bạn trong lớp cùng cùng biết nha. Alo, alo, các bạn ơi. Level 3. Vào lớp ngủ các bạn trong lớp của mình á, coi cô Bưởi Miền Tây nha. Ok, cảm ơn Linh. Level 4. Nhớ nha Linh ơi. Con cảm ơn con rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Vĩ ơi, Diễm Diễm ơi. Level 5. Diễm Diễm còn không? Còn xem like cô like không? Wow. Level 6. Cô ơi, chừng nào cô rảnh vô kênh con đi. Kênh con tên gì vậy? Alo Linh ơi, kênh con tên gì? Diễm Toàn hả? Diễm ơi, khi nào con đi học con giới thiệu cho các bạn cùng xem kênh của con nha. Cảm ơn con nghe Vĩ ơi. Cảm ơn con nghe Diễm ơi.